Chú anh chị thì sáng ngày phơi nắng ảnh gì nè, cô chú anh chị ơi, mang đôi dép này hộp hộp quá nè, đẩy lên luôn à, đẩy bồ hồi xuống cái mưa nghe là đây ra ông đẩy ra ngoài sân này nè, cho chống chống người ta đi cho nó nắng, nắng buổi sáng này còn ấy được nè, giờ này mới có 6:20 rồi, rồi à, giờ bước tới luôn kìa, giờ bước tới còn giờ kia thì chưa, bốc đi xe mang về cho em đi. Còn giờ kia thì chưa hả? Để lên đây. Trời ơi, bé Lợn quay phim nữa bé Lợn. Quay phim đó. Đây 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 bé Lợn vô quay phim nữa cô chú chị. Bé Lợn quay phim luôn. Bé Lợn giỏi quá. Em cũng mang giày ha. Mang giày kem. YouTuber nhí. YouTuber nhí mới nổi rồi cô chú anh chị ơi. Ủng hộ bé heo nha. Bé Lợn. Bé Lợn. Đấy vào lên. Quay. Tự đẩy lên anh. Rồi, tự đẩy lên đi. Đi tới đi. Giờ ra đây ngồi thoải mái rồi. Phúc ơi. Cầm nó lên. Sáng anh ăn gì chưa? Chưa ăn gì. Chưa ăn gì chứ hả? Thôi gì đi chợ ăn đi. Ở mấy gì đẩy ra ngoài ăn luôn đi. Chợ đi, mang giày vui. Để đi chợ ăn đúng không? Đi chợ đi, ông đẩy ơn kìa. Ngồi nhịp giò thoải mái quá ha. Nhịp giò dữ gì không? Hay là bị rung đó? Bị nhũng chứ không. Ừ. Cái này giống bị rung quá. Bị rung mà. Rung quá vậy đó ơi, nhiệt giò đó ơi. Chúng ta còn bấm ấn hoài vậy đó hả? Bật ấn. Bật ấn bên này coi ăn hủ tiếu hay ăn bún. Coi chừng nào làm thầy được. Hết sức rồi. Rồi đâu đẩy xe lên ơi. Rồi đi lôi lôi. Cái giò quýu đi dép lại. Giò quýu dép lại. Hôm nay cũng có Quý Mạnh Thường Quân, người em ở bên Cà Mau gửi cho em Tài và em Út, gửi đến cho em Phúc hai bịch gạo để ăn lấy thảo. Hai túi gạo. Hai túi gạo ăn trước này của chúng chị thấy chưa? Ký nhiêu? Túi này 10 chắc 10 ký. Rồi gửi cho anh nha, anh đụng vô một cái đụng vô cái, đụng gạo cái đụng vô rồi nhận nghe cái này ơi. Cái này dính vô cái này cho kết nối. Đây à, gửi cho anh hai túi gạo nha, rồi dính vô. Ok, có người em ở Cà Mau gửi tặng cho em hai túi gạo này, cảm ơn người em đi. Dạ cảm ơn người em. Dạ cảm ơn đàng hoàng thành tâm rồi chứ, cảm ơn. Giờ bưng đồ ăn rồi sao? Bưng thì cảm ơn luôn chứ sao. Rung rung giò dữ vậy ta. Nhịp đó, nhịp nhàng á. Bữa nay anh hàng xóm thấy vui hơn ngày qua nè. Sao rồi? Hả? Có chia sẻ gì không anh hàng xóm? Sao hồi nãy em đầu đường em vô là nghe nói rồi, hôm anh ở đây nè. Có đâu. Có không? Tối nay qua tôi gìn nữa mới được. Có ai nói nha. Không biết, thế nào tôi cũng bắt dính chặn à. Tôi lấy cao ga tôi quay chặn này. Hỏi Phúc là biết chắc ăn à. Hỏi Phúc là Phúc là mấy người chắc ăn à. Sao bụng có ở đây không? Có chút lại mà luôn á. Anh sớm có hôm có ở đây không? Hỏi heo mà. Có không heo? Có. Rồi, heo này. Rồi, nước nít là không giờ nó dốc. Hôm có đây. Hôm chú Bông có đây không con? Không. Hả? Có rồi. Rồi chú hàng xóm hồi tối đây làm gì? Không biết. Không biết hả? Không, con có làm gì không? Có ăn cơm, nấu cơm, nấu nước gì ăn không? Không biết. Không biết. Không biết hả? Sao không biết? Hôm con ngủ cái gì? Con
Không ngủ sớm hả? Có ngủ chung không? Không. Hả? Không. Thì là con nít nó không có nói dốc thôi cô chú anh chị. Rồi. Chú còn sớm có nhưng mà không có ngủ chung. Rồi. Không có ngủ chung. Ê mình khảo sát cái này có khi nào bị chửi không ta? Ôi ông hàng sớm tới giờ mà ông còn tệ quá mà. Nít là nó không có nói dốc. Đã giờ ông nói không là tôi đâu có tin. Nhưng mà để hỏi đằng cái có ông chú hàng xóm có nói gì nói chuyện với mẹ con không? Không luôn. Không có nói thiệt không? Thiệt cái này nó cho con 10.000 đi mua kẹo ăn bánh nè. Có tiền ăn bánh chưa con? Để không? Con có 10.000 mà bán rẻ tôi nha. 20. 20. Ba chục, ba chục lắm. Tiền đâu? Có tiền đâu? Có tiền không? Có chứ. Nói đàng hoàng lại. Hả? Nè, nè. Tiền trong đây nè. Lấy đi, lấy tiền đi. Hồi hôm mà chú Bông có ngủ đây không? Có không? Biết là không? Hả? Có. Cái gì? Có không? Hết quá, nãy ông nói có giờ bị ông này chấn chỉnh lại nó không chắc là hôm chắc hôm chắc đi kêu cũng dặn à có hỏi là nói không nghe con lấy ngày mang vô đi Bông ơi. Thôi mang dép gì được rồi, nó thấy hầm lực quá. Mang dép gì nè, chạy đi nó cũng phù hợp với bộ đồ rồi, thấy cho thoải mái. Cũng phù hợp với bộ đồ rồi nè. Với bộ đồ bá trầu à, bữa nay khai thác bé heo này mới được, bé lợn này mới được. Đi ra ngoài ăn, đi con đi ăn hủ tiếu không bé heo? Bé heo sáng ăn gì chưa? Đi ăn con đi ăn không? Ăn bánh mì. Mà con đi ăn gì không? Đi nè, đi ra. Đi. Ăn bánh mì. Thì bánh mì có ấy muốn mì. Nhưng mà trước khi đi ăn cho hỏi kỳ hôm mà con nằm ngủ với ai? Ngủ mẹ. Với ai nữa? Không ai nữa hết hả? Ừ, nấu thiệt đi rồi bác Út với chú Tài cho bánh nè, kẹo nè, muốn ăn gì cho nấy. Hủ tiếu thì cho hủ tiếu, bánh mì cho bánh mì. Thầy thiệt. Tiền à. Thì tiền cũng được nữa, muốn lấy gì lấy. Ừ, tiền rồi. Đâu đàm phán rồi. Không ngủ với ai? Em ngủ với mẹ. Ngủ với mẹ. Với ai nữa? Với ai rồi. Chị không? Ông này hả? Phải không? Dạ. Ông đó có ngủ không? Dạ. Có. Rồi. Nhưng mà hỏi lại cái này. Không nha. Có làm gì nữa không? Không. Sao gì ngủ vậy? Có hôn mẹ con không? Không. Không hả? Có thiệt đó. Còn ra ngoài đi, ra ngoài đi rồi. Bà Út còn muốn ăn gì bà Út cho nấy. Không. Không. Thôi để tối nay chú Tài qua gìn một bữa nè. Thôi giờ để dẫn ảnh đi ăn sáng đi. Rồi thưa cô chú anh chị, giờ dẫn anh nghệ sĩ Phúc đi ăn sáng nha cô chú anh chị. Sáng thì mình ăn lấy Thảo nha. Dạ. Cảm ơn anh ở Cà Mau. Ừ. Tin gì nó? Mới hết gạo ăn luôn. Anh thì anh biết đó, em đó biết bấm tay là biết em mới hết gạo hay gì á. Anh khén ở Cà Mau. Ừ. Gửi tặng. Em vẫn kêu bằng anh. Vẫn lớn tuổi hơn em. Em của anh. Bấm em hết tiền nữa đó. Hết tiền nữa hả? Thôi đi. Hết tiền thôi dẫn cho đi ăn. Bỏ giò lên kìa. Bỏ giò lên. Bấm chỉ biết hết gạo còn hết tiền chưa biết. Cái vụ bấm ra hết tiền là chưa biết bấm. Thôi đi xe làm gì heo. Đi. Không, tại nắng sớm vậy chứ mới 7 giờ à. Nắng đẹp quá. Giờ này đi ăn sáng cũng vừa rồi. Cái giò có để chứ sao anh? Thôi chà chà anh đúng rồi. Rồi cái kiến đen đâu? Đã mất tiêu kiến đen rồi. Rồi chắc hậu gian lấy rồi. Không có đâu, cái kiến đen nó quảnh mà. Để lỗ tai nghe đi. Ừ. Đó, giòn mình để lỗ tai coi. Alo coi. Alo.
Alo coi, nói chuyện coi. Đi tiệm mà đi quán rồi. Đi vô, má đi vô, đi thêm chiếc xe lăn nữa. Yeah. Đi nữa đi cô ơi, đi nữa đi. Đi ăn sáng cô ơi. Dạ. Út ơi đi ăn Út ơi. Đi ăn sáng Út ơi. Bà hôm nay bà Út hôm nay nhiêu tuổi chị Kiều? 78. 78 tuổi mà sáng lội đi chợ về cô chú anh chị thoải mái không? Rồi để đi. Đủ gì trái gì đủ sao trời? Đủ được. Đủ được. Có trái sao? Được đó. Được nó mới trái dây đó, bởi vì mà bẻ cái chùm chùm mà đặt mình lên chú Tài mình ăn đó. Cái bông này là mình đem mình cạo lên toàn. Ờ mình bẻ cái bông. Nó đắng nó chát chết. Vậy hả? Cái bông hả? Ừ. Có dây ha. Ồ đó vừa mới thấy nha. Đực đó thiệt. Đực thiệt thòng thòng xuống gì đó, còn đó giờ là tôi đủ được thì không có trái. Có mà trái thòng thòng xuống gì đó. Kéo dây dây. Rồi hướng lên từ từ thôi, đừng dằn quá, mạnh quá dằn à. Chừng ổng trượt xuống đó nghe không? Kỹ nghe chừng ổng trượt xuống nào. Thôi cái nhà. Nhà đây có mồ đây không? Ủa, giờ đi ra này không biết chỗ này có nhà mồ không trời? Biết chứ. Trước giờ trước Vũ nó bán cút quay đây nè. Hả? Trước Vũ bán cút quay đây nè. Cút quay gì? Cút quay á. Cút hả? Trời ơi trời, nhà người ta muốn hỏi không hỏi. Hỏi ai cũng nói. Nhà người ta thì của người ta đúng không? Không nhận bông hỏi ngộ rồi chứ. Đi ngang nhà mồ người ta của chú anh chị hỏi à, rồi ai chết trong đó. Rồi dứt lên nha. Hai YouTube sao nói gì vậy Tài? Hả? Hai YouTube sao nói gì vậy? Ai biết? Cái gì vậy? Đi ngang này không đi nữa. Không đi là sao? Đi ngang lúc này mà. Chọn. Nói đi ngang lúc này không muốn đi nữa thôi. Đây bán đây bán nước hoa mà. Bán nước hoa. Cô chú anh chị có mua nước hoa lại cửa hàng ở cảo bên Sáu ủng hộ rồi cô chú anh chị. Tại cảo Sáu. Cảo bên Sáu. Hoa thơm lắm. Đây đồng 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 đồng. Mấy ký xi măng anh? 5 ký anh làm ha. Ok. Rồi. Năm ký xi măng còn cát đá hay sao? Cát đá có rồi. Cát đá có rồi ha. Có nuôi chưa? Bữa nay có nấu nuôi không? Còn gì ăn bà chủ? Tại cảo Kinh Sáu này cũng có bán cút quay nữa nha cô chú anh chị. Vào buổi chiều tầm khoảng cỡ
3 đến 4 giờ thì lại tại cảo kênh 6 này sẽ có cút quay, heo quay, lỗ tai quay gì đó cô chú chị ơi, nó nhiều lắm. Lỗ tai lợn quay. Ừ. Đây quán đây cũng đầy đủ, đồ tươi đồ cũng có cô chú anh chị. Rồi đây cũng có bún cháo luôn, hủ tiếu luôn. Rồi bây giờ em Tài mời cô chú anh chị vô trong để chuẩn bị ăn sáng cùng với anh nghệ sĩ Ngân Phúc đây. Cho tô hủ tiếu đi bà chủ ơi. Còn cũng còn bún không chị? Còn bún không? Còn bún cho em tô hủ tiếu đi. Đó nào vậy? Hôm qua vậy? Ai của ai vậy? Minh Nhật hả? Không, ổng lăn lăn lướm dòm kìa. Tay ổng lăn lăn lướm dòm. Thấy toàn là ổng lướt lên thấy toàn là ổng không à, không thấy ai gì. Nghe lỗ tai đó, để lỗ tai nghe đó. Anh lướt Facebook luôn kìa. Đâu kiếm cái nào của em anh bấm vô xem mai. Chỗ nào tài của Minh Thượng ơi. Cái nào tài của Minh Thượng bấm vô xem coi. Không? Lướt không? Lướt chạy không? Đây nè. Đám cưới của bà Trái Kiều nào. Mở lên xem. Bấm vô. Mở lên. Đám cưới bà Trái Kiều nào. Đổ ăn cáo. Lướt cho không chơi. Dừng cái luôn á. Tại dứt lấy tải. Thôi để cho anh lướt đi. Dạ em nghe đi. Dạ. Hay cái tay bấm lướt 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 thôi là cứng khừ luôn rồi. Trời né qua chứ. Cô chú anh chị có đi ngang chỗ cảo kênh 6 ghé đây ăn sáng hả cô chú anh chị? Quán gì anh? Chỗ chạy hòm Di Chinh. Chạy hòm không à. Sao ngát. Thiệt mà chỗ chạy hòm mà nói chạy hòm. Ủa bác Tư đi Sài Gòn gì không thấy bạn ơi chơi. Có bà chế bà mới gửi cho anh Phúc 200 ngàn. Bữa qua bà mua thuốc uống xong rồi bà nói cho bà gửi 200 ngàn cho anh Phúc. Trời ơi. Lát trả tiền sáng nha ông. Đúng rồi, trời trời biết đủ 200 ngàn không đây nữa. Dư rồi. Gặp đi đi. Cà phê uống không ơi. Thuê chủ quán ơi. Đây là quán anh Di Chinh, Di Chinh bán hàng. Mấy giờ thuê? Di Chinh bán hàng. Đại ca, đu, bấm điện thoại luôn rồi cha. Ờ, giờ bấm điện thoại. Ta lướt điện thoại ta coi bình thường mà. Trời, nhắc tên như kìa. Xin kêu về. Trời ơi. Mọi người. Tôi là chú chạy hòm. Nghe nói cái hốt quải rồi chú anh chị. À anh Phúc ơi. Ờ cô chú anh chị ơi, cái hôm qua có một người cô á lại mà mua sản phẩm là ngải đen ngải chúng độc Cao Trung Sơn. Thì cổ có gửi cho anh nghệ sĩ Ngân Phúc là 200 ngàn. Đem gửi cho anh. Cầm. Cầm tiền đi anh. Cổ ghé mua hộp thuốc xong cô gửi cho anh Phúc 200 ngàn. Cổ không có chịu nói tên, cô không nói địa chỉ nữa. Cảm ơn cô Tài. Dạ. Cô ơi con gửi cho anh nghệ sĩ Ngân Phúc tiền nha cô. Con cảm ơn cô rất là nhiều nha cô. Chúc cô uống thuốc Cao Trung Sơn hết bệnh. Cho em tô nữa chị. Anh em mai ăn kêu nha. Ăn đi
nay anh Phúc trả tiền. Nay anh Phúc có tiền rồi. Em cà phê sữa. Con uống gì phê. Mà ông đạp vừa ra. Thúi này biết thúi gì không? Thúi gì vậy? Thúi gì nha? Thúi chó vậy? Chị che hôm qua anh trẻ anh nạp nó anh dịnh nó dịnh nó đấy. Trời ơi, dịnh hả? Tối cho thúi cái này. Tự nhiên cái. Chị che à? 4 miếng ra kìa. Nó không kêu vợ nó chú chó. Ờ. Chứ không thử gì đâu. Trời trời. Em cũng mới nói dân chó thúi gì. Chó thúi ra được bỏ luôn. Trời đất ơi, bấm gì vậy? Bấm vô kìa. Ừ, thư đó. Ừ, bấm vô ca hát. Dạ, cho đi luôn kìa. Kể cho đẩy đi đi. Ừ, đi đi. Thôi thôi, nguy hiểm. Xét vô không ơi? Trời, ông đẩy ra. Đẩy vô ăn quá. Được, ông vô cái ông đẩy ra. Dạ, cho ông đẩy đi, quay xe cho ông đẩy đi. Thôi thôi thôi, cho ăn uống xong đi đấy. Ngồi chỗ hồi nó. Qua trời. Đó đó đó, ông thấy gì chưa? Tí xíu nữa à. Mấy chục triệu đó. Đi nhiệt tình ha, mình lấy của mình đi dựng cho người ta, mình cầm thấy mua nổi. Mà sao không bấm quay? Mới tắt rồi. Bánh mì hết rồi mà. Bánh mì đâu đây, đi qua bển đi luôn bánh mì đi. Con kìa. Khỏe không? Ăn có biển được không? Ăn có sofa không? Nướng ăn không? Nghe nói rồi. Không có nghe không? Nhiều khi là mình nói nó cười. Dạ hả? Dạ. Nói chuyện thôi được thôi. Cười cười cũng khóc gì hả? Chị bán rồi đó con. Ừ. Ăn có sofa không? Ăn có sofa nướng không? Nó ăn được không? Con cũng biết nó sợ ấy không? Ừ. Bạn hứa không bạn? Ờ, ừ. Bạn hứa cái vết thương. Ừ, có biển nha. Dài đúc cho nghệ sĩ Phúc ăn coi. Có à, có đúc à. Lớn rồi tự ăn hơn. Thấy anh Phúc. Đạp ra không ạ? Giờ gì cũng phải rồi. À, em thấy nó chì cái giò lại cứ ngắt không? Rồi gài lại luôn. Cho đi nữa. Ê, chừng bật ngửa nghe, nếu không đạp ra bật ngửa không? Mình ngồi mình dịnh tiếp đi. Đây nè chứ, dạ. Mình uống đâu rồi? Cái bàn nha, cái bàn cẩn thận nha. Sao kỳ vậy? Bữa nay các bạn lắc gì vậy? Con ăn đi, ăn gì ăn đi. Dương kìa, ăn đi đi em. Mấy anh em ăn gì kêu nhau. Anh Út ăn gì anh Út? Chết rồi, cái bàn này lăn dữ lắm rồi. Ôi, lắc lư dữ rồi. Nó sợ cái điện thoại rớt, nó dịnh điện thoại hoài kìa. Đúng là. Cho miếng giấy à, cho em miếng đó em chìm cái. Đúng là. Đúng là. Cho em miếng cà phê chính. Cà phê vậy? Ừ, sữa nhiều quá. Nhiều lắm đó. Đây. Rồi, ok. Cà phê nhiều lắm mà. Ở cái bàn này nó đi chạy đi. Đúng là đồ của chủ chạy hòm thiệt mà. Chai ô long lên trên này. Chai ô long. Ở quê sáng chỉ có mấy cái món bún cháo gì thôi cô chú chị, không có gì chứ. Vì là nhiều lắm rồi đó. Làm cho heo tô nữa chị ơi. Tại có gì tay. Em á cho em trà đá đi. Dạ kìa, uống gì kìa, làm đi mà. Mấy anh em muốn gì kêu nha.
muốn đưa bé lợn. Bỏ này bỏ dưới kìa, đừng để cho anh bạn thấy cái thương hiệu của người ta không được. Anh Tài mời cô chú chị ăn sáng cùng anh nghệ sĩ Ngân Phúc và em và gồm mấy anh em trong YouTube thôi cô chú anh chị. Ăn món hủ tiếu. Hủ tiếu gõ gì anh Tài? Hủ tiếu thôi chứ em không biết có hủ tiếu gõ, em đâu biết đâu. Gõ gõ. Gõ gõ. Hủ tiếu mà còn gõ nữa. Cái heo ăn gì cái lợn? Cái lợn. Thì Bắc Kinh đang làm kìa. Vô núp ơi, ra núp ơi, nắng gì vậy? Cho nút chén súp thôi. Với dưa ly trà đá. Rồi gì ăn nấy, chén súp dưa ly trà đá. Trời ơi quên. Cho em giấy thôi, cho em giấy thôi. Quên lấy khăn đi nữa chứ. Lấy khăn chị qua đây có giấy, xài giấy thì đỡ tốn tiền mình biết nhiều nó. Sao đâu. Rồi, coi trong ở cảo sáu, đại ngũ đang ở cảo sáu, đại ngũ đang ở cảo sáu, cảo sáu, ở trên sáu thì cảo sáu, không nói chợ sáu, cảo sáu không à, có cười mà, cống trên sáu, ta kêu trên sáu, cảo sáu, sáu là đẳng, chỗ này là cái cống, cống cảo, ha, cảo trên sáu, giờ nghĩ cảo kêu cống ai, kêu cống hả? Nó có ai đi chơi nhà qua cùng quý vậy? Bây giờ đâu còn cảo nữa ha. Ủa bà Út á. Ăn đi ngủ rồi nè. Bà ăn hết trơn giờ. Thôi em ăn rồi chứ ơi. Vô. Vô ăn. Sáng em ăn mì gói rồi. Ê qua đây ngồi nè. Cho con heo một cơ, anh Út một cơ nữa kìa. Ăn gì ăn mì cái gì. Heo rau không? Không chứ ơi. Heo ăn cám chứ heo ăn rau gì. Bệnh hay gì chị cạo gió thì tổn. Ho, ho quá trời ho. Nửa đêm đâu biết làm gì đâu, ho dội dội. Cho nó nửa viên thuốc cao uống sơn. Uống gì sớm vậy? Cái này uống gì vậy? Này con hả? Nửa viên hả? Trời thôi đừng uống té. Cái này đâu? Nửa viên có heo đâu. Ra cái bây giờ nè. Đang quay viên không đập nha. Ông chủ chạy hòm mà tấn nóng vỏ con cao quá. Uống đi đừng có nè. Đừng có đem lên. Nguyên cái thao đậu giờ. Rồi, trời ơi. Ra đi đi xuống nhà chú ở con ơi. Cha la quá. Ghế cứng chết luôn la nó. Ăn cơm nữa nha. Lên tiếng rồi còn nó nữa. Đang này bốn cái giận nó bỏ đi là đi kiếm chỗ là khóc nha. Trời đất ơi, đeo mặt nạ nó trời. Chị nhân dữ rồi. Ăn gì em, ăn gì chưa? Chẳng ăn gì cái luôn dơn cả. Ủa, cái tay nào cầm đũa cái này hả? À? Ăn đi. Ngủ vậy nè. Chị kêu ăn gì kêu, chị kêu. Ôi chị ăn sáng chị ăn mì rồi. Bữa nay thứ bảy quán mình ít khách quá vậy ta. Tháng này về hết rồi. Về hết rồi đó, sáng đóng đi đó. Chị trả tiền, nói chị trả tiền chứ nghỉ ăn rồi không? Sáng thấy ông chủ không? Ông rửa mấy chục cái ly là biết biết tô. Biết cái này bán đắt rồi. Mấy cái ăn mì hả? Em mua mì ăn mì đâu? Đi mua đi. Không có. Hả? Có rồi. Mì hả? Ăn hủ tiếu đi. Ăn gì đi. Trắng kìa. Đua nha.
bán ra. Cho anh hút tiếu đi em ơi. Cầm cầm anh. Đúng chín chín giùm anh chút. Chín rồi. Mềm mềm đi, chạy giờ nó răng này. Tại là hút tiếu nó hơi dai dai vậy. Con heo nè chị. Con heo qua bển ăn đi. Qua đây nè. Heo qua bển nè. Heo qua kia thì con người chỗ người lớn thì nhỏ qua kia đi. Đâu hai cái bạn lại kế hai lần lại được rồi, một bạn được rồi, anh ngồi góc đó ăn nữa được rồi. Chị kêu quá anh nút biết sao không? Giờ tiền em có mua được chưa? Tiền sao? Không nói tôi gì nữa đây. Mấy ly cà phê đá? Thôi mày. Ừ, được nhé. Giữ rồi. Tiền cho phút, thôi thôi. Tiền cho phút ăn uống để giữ rồi. Nát tôi em trả. Lâu lâu trả bữa mà. Ừ. Trả rồi. Dành tiền lo cơm nước rồi cho phút ăn. Dành tiền lo cho phút rồi. Cảm ơn anh Út anh Tài. Ê. Anh Út biết ra mà chị Kiều không cho bé Heo ngồi đây không? Sợ sợ. Sợ ngồi đây mình hỏi hơi cay tùm lum ra chân nữa. Nhưng mà biết một bữa mình hỏi một chút thôi. À. Bữa mình cho 10 ngàn mấy hơn 10 ngàn 10 ngàn vậy nó khai chân. Bây giờ chưa khai thác để xíu giờ nữa là một ngày mơi mới khai thác nữa. Nhưng là có rồi đó. Bữa mình cho tô bún, tô hủ tiếu rồi đó, thế nào cũng khai chưa. Ừ. Bữa nào mình đi ban đêm bữa đi. Ừ. Yeah. Đột nhập cô chú anh chị thấy sao bữa nào Ngút với em Tài đi đột kích ban đêm một bữa? Bữa nào gần là bữa. Quay sự thật luôn, không có giấu giếm bất cứ vấn đề gì trơn á. Bật phát trực tiếp luôn. Ừ, phát trực tiếp luôn. Bữa nào? Đâu có nói được. Bữa nào đâu có nói được. Kỳ trời sao không nói. Bí mật. Mà nghĩ là hai anh em mình cũng vô duyên. Tự nhiên nhà làm bài giá ta đưa hai thằng quay phim vô tới mùng quay luôn lại rồi chứ. Về coi clip lại thấy cũng hơi vô duyên. Ủa có duyên là đâu mà vô. Có duyên gì hồi nào đâu. Để làm cho vô duyên chứ. Phúc là Nguyễn không ta? Em hả? Ê, quyết đâu, Phúc đang quyết được. Đó em đi. Dạ. Thật ảnh đâu ăn quyết được. Sao cứng hay gì á? Hả? Gấp không được gì hết vậy? Sao gấp không được gì vậy? Nóng vậy? Không, hồi nãy lấy kéo nhấp làm hai quá trời dài khi anh cắn đâu được. Hôm nay có cô chú anh chị nói là cho em ăn là lấy kéo cắt bỏ bớt. Cắt trên cục vậy á. Cắn gù cắt bỏ hả? Thay hả? Cái này là để vậy đi để cho em có hơi lên lại luôn. Vừa ăn mà vừa hút luôn. Không được. Để ăn vừa ăn hút không có sức có hơi nó mạnh lại. Gấp con Tài đi. Gấp Tài kìa. Ừ kìa, Tài. Làm sao? Còn giá không hả? Không. Ngon không? Chị ơi, cho em cây trà đá chị. Ăn nãy văng vô mặt ngồi cười anh luôn rồi. Tốt rồi.
sẵn điều quên lấy khăn chảnh. Nãy mày uống phê gì trên trời. Cái mặt đó. Thằng giấy không? Hả? Thằng giấy. Giấy đâu đây nè? Đâu, cho em biết hả? Kỹ rồi. Thằng giấy dấu kỹ vậy hả? Sao vậy? Sao mà lắc lìa vậy? Bây giờ lúc này mình đừng cho em nằm nữa. Sáng mình đi tới chiều mình sẽ về ra ở chợ ngồi quán chơi nè. Được á, nó đi được luôn á. Rồi. Nhờ cái buồn ngủ quá mới cho vô ngủ. Chút mình đẩy lại đi vòng chợ đi. Mình qua chợ cá kìa mẹ kia cho đi chơi nữa đi. Anh chút đi qua chợ cá mua cá luôn. Coi lại nhớ ký ức về chợ chợ quê không? Có bỏ xe đi U Minh Thượng nè. Chở U Minh Thượng đi ăn nấu tập á. Xe lốc ừ. Bỏ sáng sớm chở xe đi U Minh Thượng cho nó ăn. Ừ. Minh Thượng ở đâu? Công sự hả? Đây gấp cho anh. Thằng gấp quá biết gì. Nhà ta có cái thuốc im mới đặt đẹp lắm. Cửa hàng ai dư thì em đến. Ai thiếu thì lại nhận. Ồ, cửa hàng nào mà im quá vậy ta? Không đồng. Hả? Cửa hàng không đồng. Không đồng hả? Đồ đồ mình có dư mình không mặc đâu, mặc mặc mới mới á, vô bao dục cho đó. Mình muốn thiếu đồ gì vậy? Ủa đó ai, có ai làm gì? Hả? Đó ai đó ai làm vậy? Đâu Hảo á. Đâu Hảo. Đây mẹ nó cho vậy đó hả? Ừ. Đồ mình im quá rồi. Đồ đồ nó, không nhiều lắm bây giờ ta lấy đồ. Để sửa em mang mà dầm đó hả? Kìa, em bé nói gì nè. Em bé nói gì? Em bé nó không ăn mà dầm kìa. Ồ, làm cái gì hào hào. Úi. Đồ nãy đang hỏi em mang tiếp đi Kiều ơi. Rồi bự quá. Hả? Hôm bữa nay sao thấy em mang yếu nè, yếu hơn bữa nè. Bữa em mạnh lắm nay không chịu. Bữa nay gấp một bữa nào nó mới vô hồng mình ăn gỗ 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 ha. Cũng ăn ngon nữa mà tại vì tô bự quá, tô cái tô cũng mãi nha, bự quá. Là heo ăn. Cái chú anh chị thấy buổi sáng hôm nay thì anh nghệ sĩ Phúc ăn sáng thì cũng bình thường như mọi khi. Bữa nay làm gì chị Kiều đút rồi cái thấy ảnh làm biến ra. Làm biến rồi. Dạ. Ông bủ giờ ông bệnh nặng lắm mà ông Dược. Dạ không luôn, giờ chỉ uống sữa thôi. Ông bủ như là sắp tiêu luôn á. Cũng như là hết đường hả? Hết đường, ổng giờ ông nằm đang nằm ngoài bệnh viện Gạch Giá. Nằm bệnh viện rồi hả thầy? Dạ. Cái vậy chị? Để cho tự ảnh gấp vô chị kêu. Mà chú chơi hồng uống hộp thuốc thấy khỏe không mà chú chơi hồng? Thể ghê hả? Bữa nay tay dở lên mạnh lên được chưa?
Hết đau không hay hả chị? Yeah. Đỡ lắm cô chú anh chị, bệnh nhất đau khớp thì cái là uống hộp một rồi, giờ hết đau rồi đó. Em mà lúc trước em uống ha là xương sống em là cứng đơ luôn. Là giống không có. Nhất chịu không nổi. Nhất từ ngộ tối mình ngủ cái mình nằm mình lăn qua lăn lại cái xương sống nghe cụp 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 cụp. Mà cỡ 10 ngày là hết. Em bị tại vì em có bệnh kinh tỏa đó nó giật em lâu. Chị hay, chị trời ơi, kinh tỏa chị hay tài tình luôn. Nói chung về xương khớp với viêm ngứa rồi đó. Hay lắm. Ung bú nè, rồi bệnh gút nè, viêm xoang viêm mũi nè. Bệnh chỉ, tiểu đường. Bơm nước đây, hồi nó cúp điện không? Thứ bảy. Nay cúp điện hả? Thường thường thứ bảy cúp điện mà. Nay không cúp điện đâu. Ăn lên Phúc ơi. Bữa nay thấy anh ăn chậm lắm rồi đó nha. Để xa quá không dám gấp lên ăn, sợ dạ. Đổ nè. Hồi sáng có uống sữa không? Không. Sáng chia ăn mì đút cho vài đũa. Dạ. Không anh em không có chơi với số. Để đem là làm công việc em không chơi số. Quá ngon luôn. Ít ra không phải ăn vậy chứ thấy nãy. Ủa, giờ chị, mấy bữa em thấy người ta có để bắp đây bán ai vậy? Ai bán vậy? Hả? Mà mốt có không ta? Giận nó ít. Cỡ 20 kg. Ăn thứ bảy. Dương ơi, cái máy quay dài dữ Dương. Quay gì tới 30-40 phút chứ vậy? Cắt được phải không? Vậy tạm ngưng tí xíu ha, ghép được không? Em biết ghép hả? Không? Ghép được thì ngưng cho chút. Kêu bà tới thứ bảy, không biết nhiêu ký. Bấm đây là ngưng nè, chừng nào ấy nữa, bấm bán quay ký tiếp nữa. Mua cái 60 ngàn. Mua cái 60 ngàn đó. Cho người ta ngon. Dính miệng tùm lum lá hết trơn rồi. Sao mà mấy lựa đồ ngon phải không? Gửi lên. Hết đời á. Còn mấy thằng ở Sài Gòn về đây rồi, mấy thằng dưới này, mấy thằng đầm nghèo á chạy luôn, chứ mồi chết để mẹ luôn. Còn nó chẳng ra chém dây đồng thịt này, thịt chó, thịt tà dê, có sẵn rồi cái lụm cái da để mình lụm về. Như vậy thấy cái này không có biết ăn nữa ha. Vậy lấy được kiếm được thì mình ăn không? Khóm nữa, bà có khóm không? Cái này là do là cái buổi giấc này thì ánh sáng nó không được tốt cô chú anh chị. Cho nên nhìn thấy gương mặt của anh nghệ sĩ Ngân Phúc hơi tối. Nhưng mà thật sự ra là ảnh... Ủa, chị có trong khóm nữa hả? Gương mặt ảnh là rất là bóng mấy sáng. Mấy bán rồi chị bán hả? Mua cũng có chục ngoài 20 trái. Dữ vậy hả? Gương mặt ảnh cũng bóng sáng lắm rồi cô chú anh chị, tại vì ánh sáng nó không được tốt á. Tới đó mình chạy đi, mình chạy đi kiếm mua. Đúng rồi, chia lại mắt. Khóm em thấy lúc nào cũng có giá cho ta. Nó chục không chục bao lâu nhiêu. Chị Kiều sao chị trồng khóm được đó chị Kiều?
thì chị tính cho 5 chồng ạ. À, dân nó cho chị cái con đó. Dạ. Yeah. Vậy. Bà không chị cút chị giọng gì vậy? Trồng khoai từ. Khoai từ hả? Cái bờ sâu hẹm đó trên. Trồng rồi đó. Có thời gian trồng sao? Thì đó trồng rồi đó. Trời ơi, ông sớm đó, ông kêu bên không qua, ông bữa không gà, ông xỉu. Vậy mà cũng đòi lấy chồng. Được như bữa kìa. Hả? Cái gì? Ông bên hồi sớm làm được nhiêu ngày như bữa. 2-3 ngày gì đó. Ở được bao lâu á, làm được bao lâu. Đâu rồi, ai đâu. Đó, nằm giống đó. À, tôi nghiệp mong hàng sớm lắm. Ông hàng sớm ơi, bữa nào ông với Tường giả chàng xe cát biển Đông nha ông hàng sớm. Tại tôi nói gì thôi chứ hồi nãy tôi hỏi đứa nhỏ rồi. Dạ ông dựng về ông dựng. Làm như sáng anh cũng sửa, thấy anh ăn bữa nay cũng không có được mạnh dạng giống như mọi ngày. Dính làm lâm miệng rồi hả? Má ăn dính lên mặt cười luôn rồi. Anh nào ngoài nó dính mặt cười nha. Cấp nè. Phơi nắng buổi sáng. Phơi nắng với cái nhà đó. Dạ. Tại cái tay gì vậy? Tay đau mà. Ê, dở lên tao đau cái tay. Đau. Tập viết rồi nó bị cái tay nè. Máng vô á. Cái nó cạ với nó bị chai luôn. Xin lên chút coi. Ăn nữa hả? Đi ăn đi. Ăn không ngon thì nghỉ đi. Uống nước chơi, ngồi chơi. Nước rồi chơi đi. Thấy okay. Tháng này ăn không ngon rồi. Ngon rồi chưa mà nghỉ rồi. Chưa rồi mà anh nghỉ. Chưa rồi nghỉ gì? Ngồi chơi. Ngồi đi. Ăn hết nổi rồi. Bữa nay sao ăn yếu quá vậy? Chắc sao uống sữa nhiều quá. Có sữa đâu. Sáng em ăn mì em đút cho mấy đũa rồi. Dạ. Yeah. Sáng có mì rồi hả? Có. Bật này lên cho nó đẩy đi anh ơi. Đẩy vậy hả? Thôi cho ông ngồi chỗ đi. Ngồi tâm sự đời chim biển anh ơi. Tránh đi anh mà cứng giò anh. Tâm sự đời chim biển hả? Đi tức quá đứng lên đi luôn rồi sao? Alo dặn nghe. Tức làm gì tức? Đẩy đẩy xe. Dạ dạ nghe coi. Dạ phải không? Nửa đêm có cho ăn uống gì không? Dạ. Rồi sáng ăn ít gì? Có ăn cơm. Cơm hả? Một tờ băng điếm hả? Ừ. Uống sữa. Đưa đây đưa cho con mượn. Xong rồi ha, ăn xong rồi ha. Đứng dậy chạy luôn à. Kiều ăn xong vậy Kiều ơi. Chú quá tính tiền chú quá rồi. Trời. Về trước đi. Hả? Về trước đi, chị ra đi chơi vòng vòng. Tính hết cho em luôn đi. 3 tô heo tô 4 tô đấy. Thôi cắt đi em chở. Em có tiền lẻ nè. 4 tô với mấy ly cà phê. Em đi bên sữa nè. Tại tại em hút uống không? Trời đá. 10 ly cà phê. Như chị 97.000 100.000 đúng rồi. Cho gửi 3.000 đó đi. Bốn tô 80 với nước sữa 90. Với chai đó là 100. Với cà phê nó 107.000. Gì hả? Chèo lông nữa. Lông đó. Đây nè. Em đưa thêm 3.000 5.000 đó là dư còn chị còn thiếu em lại 1.000. Đây. Thôi bây giờ em để cho chủ chị hòm nợ em 1.000 đó. Thôi trả đi trả đây 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 không được. Chú vô hòm à. Nó không được không được. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm không được.
Ờ không được, không được cô chú anh chị, không cho chuối, không có thiếu chợ hòm được. Chợ hòm là không có thiếu. Không cho chuối chợ hòm thiếu mình được. Mình đưa anh về về trong nhà ha. Thôi ngồi chơi xíu đi, nghỉ mát, không mát rồi đi. Chơi đi con ăn. Bữa nay sao em đang yếu quá trời ta. Ăn yếu. Ăn nửa thôi rồi đó. Mất chân lịch rồi. Không biết sao nữa. Hay là muốn vợ ở đây nữa. Vợ luôn hả? Ê ê, coi nghe lỡ bật ngửa là tiêu nha. Đừng giỡn trời. Lại lại nhắc chú Phúc thử con. Ờ chị Kiều đeo vô, chị Kiều nhắc thử chị Kiều. Kê kê vô được rồi. Kê kê vô được rồi. Thấy. Ê, dừng con à, dừng con à. Ê, đẩy đi đâu rồi. Ê, ê. Dám vô quay hả? Con ăn đi đâu em? Hơn trừ giờ. Ừ. Trước mắt, trước mắt. Ờ, sao khắp này ổng làm như ổng muốn vợ thì giờ không nghe ổng cười mới. Trời nói gì vậy, nó muốn vợ ổng cười kìa. Cười cho hết hồn ấy. Hồi nãy ăn, hồi nãy ăn cười cái giật mình luôn nè. Hồi nãy ăn cộng cộng hủ tiếu dính cái mặt rồi cười á. Cười cái giật mình nè. Ờ đẩy đẩy đi rồi, đẩy đi lên luôn. Cái điện thoại vô lấy của Dương cái hồng tự của Dương 2 đó cô Dương dính cho mình ngay. Về cái cha tôi thấy về mặt thấy cầm cái điện thoại một cái rồi nói đó. Thưa cô chú anh chị, thì sáng thì dẫn anh nghệ sĩ Phúc đi ăn sáng xong. Thì chắc có lẽ anh Tài cũng xin kết thúc video tại đây. Em Tài xin kính chúc quý cô chú anh chị xem video thật nhiều sức khỏe, làm ăn thành công trong cuộc sống. Em Tài xin tạm ngưng video tại đây cô chú anh chị. Em Tài hiện nay thì cũng vẫn còn đang chia sẻ sản phẩm Nghe Đen Nghe Chúng Độc Cao Trung Sơn. Có gì cô chú anh chị cứ gọi vào hai số điện thoại em Tài để dưới màn hình cô chú anh chị. Em Tài sẽ ưu ái cho cô chú anh chị nào đặt sản phẩm Nghe Đen Nghe Chúng Độc Cao Trung Sơn bên em Tài sẽ được tặng một hộp thuốc đa bào tử. Em Tài xin tạm ngưng tại đây cô chú anh chị.